lễ tổng kết hoạt động kinh doanh của FPT Japan diễn ra ngày 26 tháng 1 tại Tokyo, Nhật Bản. Chương trình có sự tham gia của gần 700 cán bộ nhân viên FPT xứ sở mặt trời mọc. Thử thách nào cũng đều vượt qua cả. Mọi mục tiêu lên cao thì cái quan trọng nhất là phải thực hiện và đạt được cái kế hoạch đó. Suy nghĩ này thì đúng là cũng hơi lên cao một chút. Và tôi nghĩ rằng đây là một mục tiêu mà tất cả các bạn đang có mặt trong căn phòng này, mặc dù các bạn chưa nói ra, bạn luôn luôn mong đến. Đấy là làm sao làm việc tại FPT Japan phải có lương, phải có thu nhập bằng khi làm việc ở bất kỳ công ty Nhật Bản nào. Hoa hậu FPT Japan 2018 thuộc về ứng viên Hồ Văn Phong. Mỗi ngày anh em cố gắng có thể là 1-2 năm không được, nhưng có thể 2-3 năm thì cứ kiên trì, điều gì sẽ đến thành công. Mọi thứ chuyên nghiệp về nội dung rất sâu sắc. Rất là tự hào là thành viên của SGB.